Weapon. Người nào không có tan á chị. Nhất lễ thỉnh nghe đọc nè, đừng quan tâm con gà. Đông tây mộc giáp ốc mộc khá. Nhị thỉnh kim canh tân mộc khá. Mộc giáp ốc mộc khá. Bính đinh quả mộc khá. Điều nha. Cây cầu thang và con gà với cây mía là hồi đó mẹ mình cực khổ gầy còn. Đi sau lưng ổng. Dạ, rồi thân đã mất rồi. Bây giờ nó gầy còn như cây mía nào. Chúng con đê đầu đảnh lễ chư thần chứng minh một tháng. Chăm cha.
đây nè, đây nè, ông phải qua chăm. Cái gì cá chứ mày nhận cha mới được. Cái lư hương bên chứ có ông dạ, các bạn ấy. Kè qua đi, bước bước qua bên đây. Nay đi. Lo đi. Chưa chưa chạy chưa chưa. Rồi cậu cướp bưng cái lư hương thôi, cái mâm để đó, đi sau lưng vui. Rồi con gà cái mía đó, là chị chầu phải đi sau lưng cướp nha. Phải đánh lên, tôi niệm Phật cái dòng nào thì tôi kêu. Còn gia đình đó là phải niệm Phật của lớn lên với tôi cho bảo được chưa chưa. Chị đi sau lưng của Hải đi, rồi. Cút ra, nè, 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 nè. Sao quá, vậy cái nè. Văn mình đứng được. Nè, bắt đầu thầy đi nè. Chưa, năm rồi đi đi. Quá hay luôn, quá hay rồi đó. Hả, à, đúng rồi. Đi theo cái này nè, dòng mã nè, cái mã lấy rồi, đi, 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 đi. Thầy lắm chức độ cái hồn mà. Đi cho lẹ nó vô thôi. Không, tôi chờ dòng qua mới được, đi, đi. Đi, 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 đi. Rồi mấy người á thích cháu đi đủ một vòng ông bước xá đưa hương vào mộ bảo kia gạo đưa gà cho tôi đánh coi cháu thiên cung chị chầu chị đây bọn đứng kia đi qua cho còn hai vòng nữa chặn gà lên mình cái đánh nó kẹo để ở đây người ta làm lát nữa mình dạy nó cho em nghe vậy thôi đợi đi một hai vòng nữa rồi bên ngoài nó chịu mà chỉ nó không chạy mình chỉ cho nó kêu. Còn hai vòng nữa đi đi. Nó quá vòng à. Đó, nó cộng. Đi lên nắp thang phải đi đàng hoàng nha, bốn con đèn gì là tốt quá rồi. Rồi đứng ngang không đây nè, cái đó đi bìa đó đi bà, anh đang xích qua cho mấy người ở dưới đất á, người ta chứng minh chai đạn nghe nè. Nghe thông chi địa nhật nguyệt quang quy ngũ họa trường canh tối bắt mê bột xá, có nghĩa là 4 giờ khuya vong hồn dắt dưỡng chờ con dưng ngủ với nỗi niềm vong hồn bảo giờ này đang chở dắt án cấp đá hạ sáng một sáng 3 lần tủ trăm
ông đổ dữ vậy ông. Bắt coi rồi làm sao mà nó thở. Rồi đưa cho ông Phước dưng bước qua đổ dữ cái trận. Thầy sao ông không nói, thầy nói phải nói ừ đổ nhí thôi. Nhiều gã xỉn không có kêu đó. Đổ nhiều hả? Đổ nhiều quá gã xỉn không có kêu. Không được, để anh dỗ cho. Ừ. Chúng con đăng đàn bái thỉnh dân hồn chứng minh. Đó. Đó giữ được á. Đủ chăm cho. Nhí thôi con. Sao nói giữ được cái đó. Rồi, nhị bái xá là xá. Sao nói được. Đưa cho anh Sang nè. Một lần nữa rồi là con gà này tôi thảy ai bắt đây chuẩn tế đi nha. Nam mô Cam Đồ Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cam Đồ Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Hả? Bốn chào kia. Bốn chào kia. Bốn chào kia la lên vậy là được rồi. Tủ chăm á. Quá hay nhị bái xá hay xá. Rồi để rượu xuống đi. Không không, đi lên mấy cái nắp thang dùm. Mở dây ra. Cho gà đi lên mấy cái nắp thang. Mở dây kia thôi. Rồi mở dây đeo thôi con nè. Đi lên cái nắp thang bước ra chút đi. Chặn làm việc. Rồi cái con gà này ai chụp nè. Nói cho nghe à. Thì đi cho đi lên nắp thang đi. Thước. Cho đi. Đánh tiếng mỏ là đi một cái nắp thang. Đánh nắp thang nè. Nè nhìn vợ nắp thang nè. Vô đánh tiếng mỏ đi nắp thang. Đó. Đó. Hết hai nắp còn bảy nắp thang thôi. Ủa chín nắp còn mà. Chín nắp thang hả? Ủa chưa con. Rồi đứng lên. Xá vào mã ba xá đi. Rồi nó nghe nè, mấy người con nó lấy chị chầu lấy cái ly dạ. Nước cho rửa mặt đang qua con sông Hoàng Hà. Nó ly nước đâu, chai nước nè. Đưa đi. Giờ ai rửa? Mấy người con rửa đang cô mới thả gà được, nhưng tôi thả gà là người nào chụp đâu lại ra đây coi. Cái cô Kiều ra mà lại chụp coi. Không, thanh nhân đâu mà thả được. Phải người ngoài. Nè, nè, rửa mặt, cam đồ đi rồi mới quay xong còn ra nữa. Không thanh nhân mà chụp gì. Không được, không được, không được. Không, bây giờ rửa mặt đi. Rửa mặt đi. Rồi rồi chưa rửa chưa Dũng Anh? Chưa có dạo biết rồi. Còn hai người dưới đây. Rồi cho anh này biết nữa. Nếu ta không rửa thì đâu chứ biết sao giờ. Dạ rồi chưa? Dạ hết rồi. Rồi đứng đó nghe thải trộn đâu bắt đi. Lấy con lá nè, bể lỗ rồi. Lấy hai miếng giá nghĩa tạm từ tôn ra lên nhà và chiếc dẫn. Ngọn đèn là bốn giờ khuya một sáng. Dân hồn sẽ về nhà được cậu nguyện một sáng. Nghĩa tạm từ tôn tiếp độ dân hồn Nguyễn Thị Mì Thảo Đăng trình độ ba sáng. Rồi để ngọn đèn ra đầu âm nó đi bắt đầu thả gà. Cái người nào chụp gà này là ra khỏi mã không ở đây được nha. Rồi tránh ra. Ở đây làm sao nó dám sanh được. Còn cái nào mà á. Còn cái này nè, hãy luôn cho chồng. Chỉ dù là cô làm người đấy. Mà giết cái này nè, hãy. Không, cô thấy được cái này. Án cấp đó hả, án cấp đó hả. Rồi, đi ra khỏi mã đi. Xong.